Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Mời tất cả quý vị khán giả cập nhật về tình hình showbiz. Mấy ngày hôm nay thì thông tin bố đẻ của con gái của Phi Nhung công khai về chuyện bí mật với cô ca sĩ sau mấy chục năm, anh đã im hơi lặng tiếng. Kính thưa quý vị khán giả, chắc có lẽ là khi nhắc đến Phi Nhung thì tất cả những người hâm mộ cũng như là những người đã từng yêu mến Phi Nhung luôn thương tiếc về con người của Phi Nhung sống thật thà, chân thật và luôn được cộng đồng mạng yêu thương. Tiếc cho cuộc đời này Phi Nhung ra đi quá sớm, để lại bao nhiêu tiếc thương trong lòng khán giả cũng như là nỗi đau mất mát của người thân và gia đình. Đúng vào ngày sinh nhật của cố ca sĩ Phi Nhung, chồng cũ của cô tiết lộ những hiếm hoi về định mệnh vào ngày 4 tháng 4 năm 1989. Cách đây hai mươi mấy năm, khi họ gặp nhau như thế nào, trong cái câu chuyện của chồng của ca sĩ Phi Nhung đã chia sẻ trên cái trang cá nhân của mình cũng như là trong YouTube, họ chia sẻ thật lòng những ngày kỷ niệm đã qua. Tuy nhiên ngày hôm nay thì ngày sinh nhật của Phi Nhung và chàng trai ấy nhớ lại hai mươi mấy năm về trước, định mệnh ngày gặp gỡ Phi Nhung như thế nào và từ đó đã có Wendy. Chuyện tình cảm giữa hai người đã giấu kín và hầu như là Phi Nhung không bật mí về đời tư của mình. Cũng suốt hai mươi mấy năm qua, gần đây thì Phi Nhung cũng đã tiết lộ Wendy một vài năm gần đây là có đứa con gái tên là Wendy, hiện tại là làm việc và sống ở Mỹ. Thì khán giả mới biết đến và chuyện về tình cảm giữa chồng cũ của Phi Nhung hầu như thông tin tuyệt đối không được tiết lộ. Cho tới khi nữ ca sĩ qua đời thì danh tính của người đàn ông này khiến nhiều người quan tâm tới và rò rỉ về một người bố của Wendy. Thông qua những bức ảnh hình chụp chung, đặc biệt là những gia đình khi mà đi chơi hoặc là có những cái kỷ niệm gì đó đều xuất hiện của bố Wendy. Và nhiều khán giả cũng đã đặt một cái dấu hỏi rất lớn về bố của Wendy và mối quan hệ với Phi Nhung như thế nào. Thì mới đây đúng vào dịp sinh nhật của cố ca sĩ, trên trang YouTube hoặc là trên trang cá nhân của mình thì chồng cũ của cô cũng đã live stream và không giấu giếm nữa, chia sẻ thật lòng lần đầu tiết lộ kỷ niệm về cả hai quen nhau từ thời còn ở Việt Nam, từ thời còn trẻ, thời phổ thông. Khi chia sẻ trong video này, bố của Wendy nghẹn ngào chia sẻ nhớ lại kỷ niệm ngày xưa. Anh chia sẻ trong nỗi đau mất mát nhân dịp ngày sinh nhật của mẹ Wendy, tôi muốn kể lại cho Wendy một kỷ niệm nhỏ với mẹ của con để Wendy và mọi người biết về cuộc tình gian dở của ba mẹ. Hôm nay tôi đang ở Hà Nội, nhớ Wendy quá nên mới chia sẻ một chút về câu chuyện này. Tôi chỉ muốn vậy thôi. Bây giờ cuộc sống của tôi rất giản dị, mọi thứ đều đã qua, vui buồn đã hết. Lời ca tiếng hát không còn nữa, để mà nhớ thương, chỉ để lại trong lòng nuối tiếc mà thôi. Tâm sự trong buổi live stream của mình, bố của Wendy hồi tưởng lại những kỷ niệm ngày xưa, đặc biệt là ngày quan trọng, ngày 4 tháng 4 năm 1989, anh kể như sau. Tôi đang rất xúc động, nghẹn ngào khi nhớ lại ngày này. Một ngày rất quan trọng với Wendy. Lúc đó tôi là học sinh, tôi cũng hơi quậy, thường dẫn đầu đám bạn học. Ngày hôm ấy tôi may mắn được quen một người con gái vô cùng xinh đẹp và bắt đầu cuộc tình. Tôi đang ngồi học, bạn bè chạy tới bảo: "Ê, có con nhỏ này dễ thương lắm, ý mày sao?" Từ đó bản thân tôi tò mò, bắt đầu làm quen và cả hai chính thức bắt đầu một cuộc tình đẹp vào ngày 4 tháng 4. Tôi nghe bạn nói vậy, tôi cũng tò mò. Khi học xong thì tôi bắt đầu về nhà tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, lên đồ, xách chiếc xe đạp Nhật. Tôi đến gặp gỡ cô ấy, làm quen với cô gái này. Đúng vào ngày 4 tháng 4 là ngày đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau, bắt đầu mối tình đẹp từ đó. Sau đó, 18 tuổi, tôi đi Mỹ, sống một cuộc sống tất bật với học hành và công việc.
Trong live stream lần này, ngày hôm nay, bố của Wendy bộc bạch, mong khán giả đừng hiểu lầm là ông muốn đem Phi Nhung ra để câu view, mà chỉ là ngày hôm qua quá đặc biệt khiến cho một người đàn ông đã không kìm được xúc động. Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc sao tôi chỉ kể ngắn như thế, không chia sẻ nhiều hơn. Tôi đang buồn quá nên không biết nói gì nữa. Tôi bây giờ hoàn toàn làm theo ý của con gái tôi, đó là Wendy. Wendy nhắn gì, bảo gì thì tôi làm đó, thực hiện theo chứ không dám làm sai ý Wendy. Kể cả việc lên mạng kể chuyện này chuyện nọ, tôi cũng làm theo ý Wendy chứ không dám tự ý lên tiếng. Chẳng qua ngày hôm nay tôi buồn quá, nhớ mẹ Wendy quá nên mới tự động live stream để tâm sự cùng mọi người. Tôi muốn nhớ lại kỷ niệm lần đầu gặp mẹ Wendy. Tôi chỉ nói qua vậy thôi, chứ mấy chục năm nay tôi vẫn im hơi lặng tiếng, đâu có gì đâu mà nói. Bố của Wendy không quên nhắn nhủ tới những khán giả, đừng để đến khi mất đi rồi mới cảm thấy nuối tiếc. Qua câu chuyện của mình, tôi muốn khuyên mọi người hãy yêu thương nhau khi còn thời gian. Chẳng hạn, hãy thường xuyên nhắn tin cho nhau nhiều hơn. Mấy hôm nay, một ngày Wendy nhắn tin với tôi vài ba lần. Sau đó chúng tôi chụp hình, quay hình ảnh với nhau. Tới một ngày nào đó gần đất xa trời, chúng tôi sẽ có cái nhìn lại kỷ niệm đẹp ngày xưa. Đến thời điểm hiện tại, Wendy làm gì cũng âm thầm nhắn tin cho ba, cho mẹ, nhưng chỉ còn tôi trả lời, chứ mẹ Wendy đâu còn trả lời được nữa. Những dòng chia sẻ của chồng cũ, cố ca sĩ Phi Nhung khiến bao khán giả nghẹn ngào, khó mà cầm lòng. Cho tới hiện tại, dù đã gần một năm nữ nghệ sĩ qua đời, thế nhưng chồng cũ của cô vẫn rất nặng lòng và luôn dành tình cảm, mong nhớ không nguôi cho một người đã đi xa, đi rất xa. Lần này anh chia sẻ với cộng đồng mạng hiểu về gia đình và tất cả mọi người đều thương yêu Wendy cũng như là dành tình cảm tốt đẹp cho cố ca sĩ Phi Nhung. Mặc dù là Phi Nhung không còn nữa nhưng bên cạnh đó Wendy vẫn còn may mắn có người cha bên cạnh. Tất cả cộng đồng mạng mọi người đều thương yêu dành hết tình cảm cho cố ca sĩ Phi Nhung khi nhắc đến câu chuyện cũng như là lời ca, giọng hát vẫn còn vang mãi trong mạng xã hội cũng như là những băng đĩa và những hình ảnh. Chắc có lẽ khán giả khó quên được hình ảnh này và giọng hát này, nhất là câu chuyện quá xót xa khi tuổi đời còn quá trẻ, nhưng trong đại dịch Covid-19 đã cướp đi biết bao sinh mạng của con người, trong đó có rất là nhiều người chúng ta biết và tất cả những người chúng ta không quen biết, những người đã ra đi để lại nỗi đau trong lòng của người thân, bạn bè, khán giả, phải nói niềm thương tiếc không nguôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi. Mong tất cả mọi người hãy nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.